Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu thấy có tự tánh của Pháp có thể nắm bắt được, thì nên có thể chấp thủ. Nhưng chẳng thấy có tự tánh của Pháp có thể nắm bắt được, thì sẽ chấp thủ cái gì? Nghĩa là chẳng chấp thủ, đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, đây là Tịnh Lự Ba La Mật Đa, đây là Tinh Tấn Ba La Mật Đa, đây là An Nhẫn Ba La Mật Đa, đây là Tịnh Giới Ba La Mật Đa, đây là Bố Thí Ba La Mật Đa, đây là Sắc, đây là Thọ Tưởng Hành Thức, đây là Nhãn Xứ, đây là Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý Xứ, đây là Sắc Xứ, đây là Thanh Hương Vị Xúc Pháp Xứ, đây là Nhãn Giới, đây là Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý Giới, đây là Sắc Giới, đây là Thanh Hương Vị Xúc Pháp Giới, đây là Nhãn Thức Giới, đây là Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý Thức Giới, đây là Nhãn Xúc, đây là Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý Xúc, đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đây là các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, đây là địa giới, đây là thủy hỏa không không thức giới, đây là nhân duyên, đây là đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, đây là các pháp từ duyên sanh ra, đây là vô minh, đây là hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, đây là pháp không nội, đây là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lứng, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Đây là bốn niệm trụ, đây là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Đây là thánh đế khổ, đây là thánh đế tập diệt đạo, đây là bốn tịnh lự, đây là bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đây là tám giải thoát, đây là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, đây là pháp môn Đà La Ni, đây là pháp môn Tam Ma Địa, đây là pháp môn giải thoát không, đây là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, đây là bậc cực hỷ, đây là bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, đây là năm loại mắt, đây là sáu phép thần thông, đây là mười lực Phật, đây là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Đây là 32 tướng đại sĩ, đây là 80 vẻ đẹp phụ thuộc, đây là pháp không quên mất, đây là tánh luôn luôn xả, đây là trí nhất thiết, đây là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đây là quả dự lưu, đây là quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác, đây là tất cả hạnh đại Bồ Tát, đây là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, đây là phàm phu, đây là thanh văn, đây là độc giác, đây là Bồ Tát, đây là Như Lai. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật rõ biết tất cả pháp tánh đều chẳng thể nắm bắt được. Đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thể nắm bắt, Tịnh Lự Ba La Mật Đa chẳng thể nắm bắt, Tinh Tấn Ba La Mật Đa chẳng thể nắm bắt, An Nhẫn Ba La Mật Đa chẳng thể nắm bắt, Tịnh Giới Ba La Mật Đa chẳng thể nắm bắt, Bố Thí Ba La Mật Đa chẳng thể nắm bắt, Sắc chẳng thể nắm bắt, Thọ Tưởng Hành Thức chẳng thể nắm bắt, Nhãn Xứ chẳng thể nắm bắt, Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý Xứ chẳng thể nắm bắt, Sắc Xứ chẳng thể nắm bắt, Thanh Hương Vị Xúc Pháp Xứ chẳng thể nắm bắt, Nhãn Giới chẳng thể nắm bắt, Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý Giới chẳng thể nắm bắt, Sắc Giới chẳng thể nắm bắt, Thanh Hương Vị Xúc Pháp Giới chẳng thể nắm bắt, Nhãn Thức Giới chẳng thể nắm bắt, Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý Thức Giới chẳng thể nắm bắt, Nhãn Xúc chẳng thể nắm bắt, Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý Xúc chẳng thể nắm bắt, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt, các thọ do Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý Xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt, địa giới chẳng thể nắm bắt, thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nắm bắt, nhân duyên chẳng thể nắm bắt, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng thể nắm bắt, các pháp từ duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt, vô minh chẳng thể nắm bắt, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng thể nắm bắt, pháp không nội chẳng thể nắm bắt, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn,
Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh, tự tánh chẳng thể nắm bắt, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt. Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt, thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nắm bắt, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng thể nắm bắt, pháp môn đà la ni chẳng thể nắm bắt, pháp môn tam ma địa chẳng thể nắm bắt, pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nắm bắt, bậc cực hỷ chẳng thể nắm bắt, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chẳng thể nắm bắt, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt, sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt, mười lực Phật chẳng thể nắm bắt, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng thể nắm bắt, 32 tướng đại sĩ chẳng thể nắm bắt, 80 vẻ đẹp phụ thuộc chẳng thể nắm bắt, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt, tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt, quả dự lưu chẳng thể nắm bắt, quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt, tất cả hạnh đại bồ tát chẳng thể nắm bắt, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt, tất cả phàm phu chẳng thể nắm bắt, tất cả thanh văn chẳng thể nắm bắt, tất cả độc giác chẳng thể nắm bắt, tất cả đại bồ tát chẳng thể nắm bắt, tất cả như lai chẳng thể nắm bắt. Này xá lợi tử, ba la mật đa chẳng thể nắm bắt ấy, tức là ba la mật đa không chướng ngại. Ba la mật đa không chướng ngại như thế, tức là bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát nên học ở trong đó. Này xá lợi tử, các đại bồ tát khi học trong đó, còn chẳng đắc sự học, huống là đắc quả vị giác ngộ cao tột, huống là đắc bát nhã ba la mật đa, huống là đắc pháp bồ tát, huống là đắc pháp chư Phật, huống là đắc pháp độc giác, huống là đắc pháp thanh văn, huống là đắc pháp phàm phu. Vì sao? Này xá lợi tử, vì không có một chút pháp nào có tự tánh, trong pháp vô tánh là tự tánh như thế, thì có gì là pháp phàm phu, có gì là pháp dự lưu, có gì là pháp nhất lai, có gì là pháp bất hoàn, có gì là pháp a la hán, có gì là pháp độc giác, có gì là pháp bồ tát, có gì là pháp như lai. Này xá lợi tử, các pháp như thế đã chẳng thể nắm bắt được, thì nương vào pháp nào mà có thể đặt bày? Có Bồ Đạc Già La, Bồ Đạc Già La đã chẳng thể nắm bắt được, thì làm sao có thể nói đây là phàm phu, đây là dự lưu, đây là nhất lai, đây là bất hoàn, đây là a la hán, đây là độc giác, đây là đại bồ tát, đây là như lai ứng chánh đẳng giác? Khi ấy xá lợi tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều không có tự tánh hoàn toàn chẳng phải thật có, thì y cứ vào đâu mà có thể rõ biết đây là phàm phu, đây là pháp phàm phu, đây là dự lưu, đây là pháp dự lưu, đây là nhất lai, đây là pháp nhất lai, đây là bất hoàn, đây là pháp bất hoàn, đây là a la hán, đây là pháp a la hán, đây là độc giác, đây là pháp độc giác, đây là đại bồ tát, đây là pháp đại bồ tát, đây là như lai ứng chánh đẳng giác, đây là pháp như lai ứng chánh đẳng giác? Phật dạy: Này xá lợi tử, theo ý ông thì sao? Có phải thật có sắc, thật có thọ tưởng hành thức như các phàm phu ngu si chấp chăng? Xá lợi tử thưa: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này xá lợi tử, có phải thật có nhãn xứ, thật có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này xá lợi tử, có phải thật có sắc xứ, thật có thanh hương vị xúc pháp xứ như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này xá lợi tử, có phải thật có nhãn giới, thật có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế.
Này Xá Lợi Tử, có phải thật có sắc giới, thật có thanh hương vị xúc pháp giới như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có nhãn thức giới, thật có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có nhãn xúc, thật có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, thật có các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có địa giới, thật có thủy hỏa phong không thức giới như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có nhân duyên, thật có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có các pháp từ duyên sanh ra như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có vô minh, thật có hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có bố thí ba la mật đa, thật có tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có pháp không nội, thật có pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có bốn niệm trụ, thật có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có thánh đế khổ, thật có thánh đế tập diệt đạo như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có bốn tịnh lự, thật có bốn vô lượng, bốn định vô sắc như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có tám giải thoát, thật có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có pháp môn Đà La Ni, thật có pháp môn Tam Ma Địa như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có pháp môn giải thoát không, thật có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có bậc cực hỷ, thật có bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có năm loại mắt, thật có sáu phép thần thông như các phàm phu ngu si chấp chăng?
Bạch Thế Tôn không, bạch Thiện Thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có 10 lực Phật, thật có 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch Thiện Thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có 32 tướng đại sĩ, thật có 80 vẻ đẹp phụ thuộc như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch Thiện Thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có pháp không quên mất, thật có tánh luôn luôn xả như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch Thiện Thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có trí nhất thiết, thật có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch Thiện Thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có quả dự lưu, thật có quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch Thiện Thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có tất cả hạnh đại Bồ Tát, thật có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch Thiện Thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Này Xá Lợi Tử, có phải thật có phàm phu, thật có dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, đại Bồ Tát, như lai ứng chánh đẳng giác, như các phàm phu ngu si chấp chăng? Bạch Thế Tôn không, bạch Thiện Thệ không, chỉ do điên đảo mà phàm phu ngu si có chấp như thế. Phật dạy, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phương tiện thiện xảo, tuy quán các pháp đều không có tự tánh, hoàn toàn chẳng phải thật có, nhưng nương theo thế tục, phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, vì các hữu tình mà tuyên thuyết các pháp, khiến cho hiểu biết chân chánh, xa lìa điên đảo. Thế quyển thứ 391.